thế giới qua cơn dịch tàu vẫn như hẹn em nhé. Chúng mình là ai? Bài viết có tựa đề Một status bức xúc của bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy. Một trong những lý do tôi đi xung phong tham gia điều trị bệnh nhân COVID là để coi hoàn cảnh sống của bệnh nhân thế nào. Cái nữa, với tôi từ đầu dịch tới giờ, quan điểm vẫn vậy, sống chết có số. Tôi không sợ thì việc gì không xung phong. Nguy cơ nhiễm là có, nếu xui tôi nhiễm thì sẽ tự khỏi. Hên xui, tính cho lắm ra đường đụng xe cũng tạch. Ở nhà cạp đất ăn nhiều, khi nhà sập cũng tèo, còn không cũng tới ngày chết đói. Tự đề phòng, cố gắng tuân thủ 5K. Mỗi người tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình, lựa chọn của mình. Như tôi chọn xung phong ham vui thôi. Đừng ai nói anh hùng cái quái gì. Ai sợ quá thì cứ ở yên nhà là an toàn thôi. Thế giới, các nước phương Tây đã có hàng trăm năm kinh nghiệm chống dịch rồi. CDC, các biện pháp chống dịch cũng là họ đẻ ra. Tùy mức độ dịch thế nào họ có biện pháp xử lý phù hợp. Nên từ đầu tôi vẫn nói bình tĩnh quan sát họ đi. Toan à, đó là báo Việt Nam viết thôi. Là người Việt nói. Còn người dân họ có nghĩ vậy không? Nhìn cách Mỹ biểu tình chống phong tỏa, cách phương Tây áp dụng các biện pháp cách ly tùy phù hợp. Nhưng đảm bảo đời sống người dân thì tôi không tin là toan. Cười phương Tây Mỹ cho lắm, áp dụng mô hình cách ly cực đoan, bắt chước mỗi Trung Quốc làm, người bệnh bị kỳ thị, xa lánh như người cùi hủi ngày xưa, bắt bớ, xúc phạm, bêu rếu, công bố thông tin người bệnh. Trên mạng từ đầu dịch đến giờ, từ chính những nhân viên y tế lên mạng rao giảng về y đức, người khỏe mạnh, đồng nghiệp, bạn bè thì đề phòng, nghi ngờ nhau, sợ bị lây bệnh. Chống dịch hiệu quả đó, nhưng còn tình con người trong đó không? Tôi chẳng thể hiểu nổi, nhất thiết phải sống bằng mọi giá như vậy sao? Sống là sống cả sức khỏe lẫn tinh thần kìa. Còn sau mấy ngày điều trị cho bệnh nhân COVID, đương nhiên trình độ của tôi chỉ điều trị cho bệnh nhẹ với vừa thôi. Cảm giác của tôi là thấy tội nghiệp. Tội nghiệp cho những người khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, nhưng chỉ vì kết quả dương tính bị nhốt vào bốn vách tường âm u, tối thiểu 2 tuần với xung quanh cũng rất đông người nhiễm khác, đi lại phà phà, vận động bình thường, có đôi có cặp thì lên giường ôm nhau luôn, cha con, mẹ con nằm động viên nhau chứ chẳng biết làm gì, còn điều kiện sinh hoạt thì quá tệ, có hết bệnh thì cũng stress tâm lý nặng. Cách đây 1 năm, còn xuyên tạc nói Mỹ quá tải, cơ sở y tế, bắt người nhiễm ở nhà. Tôi từng nói Mỹ muôn đời cúm nhẹ không chịu chứng tự khỏi ở nhà. Quan điểm nó là thế, chẳng có vì quá tải gì cả. Tôi nghe cay cả năm giờ mới có cơ hội xả. Sống trong đây còn tệ hơn chục lần ở nhà. Quyền người bệnh không còn nữa, họ giống những người tù hơn. Mục đích là đừng lây cho những người còn rủng rỉnh tiền bạc, chưa nhiễm không bị nhiễm kìa. Chứ người nghèo giờ tôi tin họ cũng chẳng quan tâm chống dịch đâu. Kiếm miếng ăn thôi, tội nghiệp kế tiếp là cho nhân viên y tế quá cực. Không phải vì bệnh đông, tuy bệnh đông nhưng chẳng phải can thiệp gì nhiều nên cũng ok. Nhưng điều kiện làm việc kinh khủng, đặc biệt nóng kinh khủng. Mấy bố ở nhà ngồi phòng lạnh, đừng nói mở cửa sổ khí trời, không mở máy lạnh cho loãng virus trong không khí giùm con. Mặc đồ phòng hộ nóng vải đái. Tôi chỉ khám bệnh lấy mẫu, tối đa một lần mặc tầm 1 tiếng,
mà đã thấy chịu hết xiết. Tội điều dưỡng đứng chích thuốc, phát thuốc 2-3 tiếng, nghĩ thôi tôi đã muốn sốc nhiệt rồi. Phòng làm việc nào cũng tắt máy lạnh hết, nhưng mấy bác toàn ngồi phòng lạnh để ra những quy định đó, còn cơ sở vật chất thì thành lập bệnh viện cho có tụ có tên thôi, bệnh nhân tự khỏi là chính nhá. Tôi còn ở đây cả tháng, cứ từ từ sẽ viết tiếp, còn nhiều cái để viết lắm, lâu lắm rồi mới quay lại viết bài dài như vậy. Bác sĩ T.D. Tú, Bệnh viện Chợ Rẫy, đang xung phong làm bác sĩ điều trị COVID-19. Xưa ấy đã rời đi,
bao tà áo quen đời bó xiết lại. Phố bên ngoài nghe rất lạ rồi tiếng loài người. Từ đó cụ tình Việt cũng đổi ngôi. Những ân cần này còn có mấy người thôi. May mà có em ta cùng vượt bao tố đời. Bấu vào đức tin để níu con người. Anh vẫn chờ, vẫn đợi một ngày Sài Gòn yên vui. Vẫn chờ, vẫn đợi Sài Gòn tình đến. Anh vẫn chờ, vẫn đợi một ngày Sài Gòn yên vui. Vẫn chờ, vẫn đợi Sài Gòn tình.